mà hót hươn lặng mờ nừng khửn hay bày na nắc nưới ơi lù thì mày giúp bản diện thang xá rào sàn nhai khăn tánh hở mù mà biết cái kìn tánh hươn đà rào té châu phùa bày diệt kìn đắc hươn chào điều ơi ha lâm đồ xàm lụ ơi mày bao thể đọc tèm tòi quam kèo đầy xương năn ơi cò bò bao chắc to đời khổ ra cha quẳng quẳng kín luông rú diệt dườn xương năn chơ mi phương cán bộ lông ma hươn bốc chưa bày ép sử ơi cò đăng ký sum ép ngày nhà tôi rất nhớ chú hươn khỏi cò lại vì hay viện na lại có tranh chinh khẩu buổi cầm mi giàn chơ khỏi chóng phải o bày ép sử vay hù tèm hù đọc hù ba quam kèo bê đi chứ cò pe lại học viện ứn ưởi ma thị cam rú bản diện thang a xã rào sàn huyện phòng thổ đang ép lớp xóa mù do đồi diệt dườn tặng tánh cơ sở chính trị số sàm khảy o chơ nhăng nòi bừa chỗ hươn cạt xương năn bao đầy bày ép hiên nhớ khửn lò men côn dương cốc chính quầng chỗ hươn cho rú hươn diệt hành na tròi ai êm tảnh phèn lộng nòng xương năn vịa bày trương ép sử sàn lò lang mon bao mi chơ năm dịt đẩy khỏng ưởi cam chơ mi pưng ai bổ đồi lông ma tròi dừa dần nhót sùng thiểu hù luông xiêng khay chầm hạ xíp bì đẩy khắm bạp sử sàn bày trương ép ưởi cam cò muồn mưng lại sắc mắn ép hiên khỏi bày ép vầy hù tổ sư chơ bày chơ lạt khai trường hang co hù nạp áo ngân khai nỉ có mi xây sòn cánh bưng cán bộ lông ma khe chảo bày ép hỏi co muôn đài lọ bày ép hù sử vầy hù ba quam kèo cánh bày chơ lạt khai trường co hù tính áo ngân cắp phá mư quen khơi khắm chọc pen diệt hay na khay khắm bút tèm hở đầy mọi tổ sử cắp lang mon hù tèm hù đọc ngay đi tổ sử kèo bưng học viện lớp ép xóa mù có sắc mắn ma lớp bó su to vây hù sử sàn nhăng vây hù lại luông hù hờn hù ma luông diệt dần kinh tế luông lâm đủ hảo anh hở lâm mò cắp tay hươn để đảng hươn mương bùng chờ hót bò mè xông khỏi rú nỉ khay lớp ép bó sử hở côn bao hê hù sử bò mè còn muôn đài lọ ảo cắn ma lớp ép sum tục nò vầy lang mon hở hồ sử về có lớp xóa một chữ này bao su tỏ ỏn cốc trăng bắc bòn có hôm lại nàng viện tròi dừa địa phương mà bề kinh tế xón cặt cung ớt ra cắp sắp bày cày xảy bày tác bưng hịt không cáo ké bưng cán bộ chiến sĩ đôi diệt dườn tặng tánh cơ sở chính trị số sàm đoàn kinh tế quốc phòng sàm hỏi hạ xíp hốc quần khổ sòng nhang diệt tướm vịa biển xây sòn rú ca lớp tròi dừa cắp bó hở bò mè phơ cầu hù đọc hù tèm nho sùng luông hù hông phân tặng tánh buồng kín luông rú mờ hương ím po nò bòm khảm cái bưng theo tang khửn pu lông lính bày bốc chưa bò mè xung lớp ép xóa mù chữ mi chơ cò bày hột tàu hay tàu na bòm diệt dườn tròi bò mè vầy tô khỏ nà tà thí chơ bò mè ma ép ăn nặn lò mốc chờ khổng bưng cán bộ chiến sĩ đôi diệt dườn tặng tánh cơ sở chính trị số sàm thuộc đoàn kinh tế quốc phòng sàm hỏi hạ xíp hốc quần khu sòng hiện theo kế hoạch của đoàn kinh tế quốc phòng 36 năm dịp tòi kế hoạch phòng đoàn kinh tế quốc phòng sàm hỏi hạ xíp hốc có bê xương phòng giáo dục huyện phòng thổ đổi công tác tặng tánh chính trị cơ sở xung khỏi cỏ dịp đi viện trên báo bốc chưa quân dần dù bưng bản khỏng xá rào sàn năm dịp đi viện khay lớp ép bó sử hợp bưng côn bao hê khu sở xung khỏi có bóng cấp cán bộ chiến sĩ bưng trì thức nóm cầm quảng đổi cỏ lông ma bàn dài bạp sử sàn chìa bút vầy bút chưa bò mè bày ép sử mong công khổng cán bộ chiến sĩ các bưng trí thức trẻ lông cài lớp bó hở chú côn hù sử bò mè cò chỉ ba đẩy tèm đẩy quam kèo bà con sẽ nói được và viết được thành thạo tiếng Việt. Xã Rào Sàn, huyện Phẳng Thổ, khay mi bê xếp hạ phân hỏi dần số lò bò mè chờ nòi côn, lại hì không cáo ké quẳng quẳng kín luông rú xì dượn, cò bao hê, bấy phang, xỉa đầy, xương nặn, quẳng kín luông rú khỏng bò mè, bò lại ra cha. Bữa xương nặn, đổi xì dượn tặng tánh,
cơ sở chính trị số Sàm thuộc đoàn kinh tế quốc phòng Sàm Hỏi Hà Xíp Hốc quần khổ sòng, có nhảy khẩu khay lớp ép, bỏ hải chủ côn hụ sử rú quảng phụng, vầy nhó sùng thiểu hủ luông riêng, vầy khay đầy lớp ép ni, đùi có trực trâu, ót nạ chiên bào búc chứa bò mè côn dần, xung khẩu ép, cạt kiên khẽ hà, tỏ cắp bưng côn, trời quảng sảng giao, trôi dừa bạp sử sàn, bút tèm, phấn tèm, hở học viện. Nọ nằn, bưng chiến sĩ bộ đội khoảng đoàn kinh tế quốc phòng, nhăng mi bưng say sòn, trương phổ thông dân tộc bán chú tiểu học rào sàn, trực trao bọ sử, gian ép, mỗi tuần hạ buổi, khẩu cam té mư thứ sòng, hót mư thứ hốc hàng tuần. Trong thời gian mà chuẩn bị mở lớp, thì nhà trường cũng quảng gian chi khăn tánh khải lớp ép huân chương có bé xương đoàn kinh tế quốc phòng có bay ban, cắp cằn, cánh bùn o, bưng khù, ma vỉa, cắt kiên, bọ hở, bò mè, hủ sử rú nị, huân chương có bắn bưng xây sòn, mi lại luông bù tràng, bọ sử dọn khửn lọc bưng xây sòn, bọ hồng bì, bưng xây sòn nóm cằm, mi lại luông hủ, ma, quảng phủng, vầy, bòm, cắt kiên, tỏ các bưng cán bộ chiến sĩ bọ sử, hở bò mè, ta o luông, bày sợ rú chầm, tỏ các xây giáo cánh bò mè, rú nị, chứ sum ép hiên sử sản một cách để làm sao cho cái quá trình học tập của mình nó diễn ra được thuận lợi. Đội sản xuất số 3 chúng tôi đứng chân trên địa bàn. Đội di sườn tăng tánh cơ sở chính trị số Sàm xung khỏi có đầy mọp rào nang viện lọc bướng đù sòng phùng xã rào sàn cánh mù sàng bom cắp chủ mú rú quảng phụng tăng tánh cánh bảy trừ tiếng an chính trị bản khuống rú quảng phụng cánh trời dừa bò me mà bè kinh tế rú quảng phụng xung khỏi bứng đù phân lại lò mi bò me chừa côn mèo côn dao hà nhị kiến rú luông hù khoảng bò me cò bông lại bờ sương năn chỉ bộ xung khỏi cò sò nàng quam ỏn ba cánh tánh o kế hoạch cắt kiên tỏ cắp bưng trương phổ thông dân tộc bán chú tiểu học rào sàn khay lớp ép bó sử hở bưng côn bao hê hù sử bút chưa té bưng côn trời quảng sàng giao tròi dừa bạp sử sàn bút tèm quảng gian ép cắp luông bùn lò tròi dừa bò me hù đọc hù tèm vầy chuồng hong buồng kín luông rú tỏ cắp năn có dê tì vịa tiếng an chính trị tăng tánh cơ sở chính trị rú quảng phụng đền tin bản mương mặt hạn an ninh chính trị xây dựng cơ sở phân lại số học viên khổng lớp ép lò men côn tuổi sùng hấp và bừa cốt khẻ bao hù họt tổ sử kèo xương năn chớ bó cỏ bỏ lại già cha ma vỉa ép ba ép tèm vỉa ép tèm tổ sử tèm tổ số côn nóm cầm chi hù ngài văn hờn hấp và đôi cắp bưng côn tuổi ké lò bó khắm bút khắm mư tèm tổ sử lăng chơ bò mè hù đọc hù tèm lẹo mố say sòn cò chi tánh o giáo án vây bó môn toán môn tiếng việt té lớp nừng họt lớp sàm vịa bó tổ sử hở học sinh phụng sùng cò dạ cha leo vịa bó sử hở côn tuổi sùng xăm dạ cha hờn bưng say sòn cần trở quảng sàng sao trắng bó đầy bưng xây sòn đầy lửa tròn, khẩu nhóm lớp ni, lò bưng xây sòn nóm cầm, hạt ngành bánh nghê, chờ quảng sảng giao, mi hòa chờ trách nhiệm tỏ cắp bản mương, cắp luông bùn, phân lại bưng học viện xung ép lớp xóa mù, lò bò hay mè na, quay bì quén khơi các việc diệt dần hay na, mua nham, chơ xung khẩu lớp ép, nỉ, bò mè sầm lại nang viện diệt hờn, xương năn, vầy khẽ hà học viện ma lớp ép, cắp ép bay ngài tì hờn, chủ mú xây sòn cần mèn quay cắp trăng, ta ó luông bọ sử, chọc khò cắp luông hụ khòng học viện. Lưng chơ tổ chức lại lũ đỉnh bày bòm cắp bay ép, mi bưng khót thàm rú chằm buồng kín luông rú cánh hụ ngài chứ cặt, tánh ó bưng bay ép, sủ trường bọ sử chọc khò cắp côn ép, ấu bưng bay bọ bày tòi, luôn mà về kinh tế, văn hóa xã hội, không địa phương. Sau và tiếp nhận lớp, chúng tôi đã rà soát và chưa đẩy mọp rào cắp nhận lớp bó xứ nỉ, khỏi cò bứng đủ cắp hiến bò me xứ nỉ, cò mi lại lan tuổi, cánh luôn hù la cằn, số nâng bò me co đẩy, ép sư con leo, lưng xìa, hà và có mi số nâng bò me bao hê hù, họt tổ sư xương đờ, xương năn khỏi cọp bứng đù nghiên cứu cảnh
soạn giáo án cho họ, cắp luông hù không bò mè rú nỉ, bò mè cò, hù đọc hù tèm cắp ba, quăm kèo đẩy ngay đi hơn. Được xóa mù chữ tại địa phương. Ốp ma cắp nhớ khẩn rú xá rào sàn huyện Phòng Thổ, ai phàn a tiến, mi khú ngay đi hơn, bưng trí thức trẻ tình nguyện rú nỉ, bừa, vừa đẩy ba quăm kèo, vừa ba đẩy quăm mèo, xương nặn, chơ đoàn, cánh đôi, mi luông bùn khảy lớp ép, bỏ sử hở bò me rú phổng dự án, ai tiến, đẩy mọp rào, xung búc chưa cánh tròi dừa bò me ma lớp ép. Tôi là con em dân tộc tại địa phương. Khỏi là lũ nòng, rú địa phương nỉ, khai nỉ khỏi lò, côn dệt trí thức trẻ, nóm cầm rú đôi, dệt dườn tặng thánh cơ sở chính trị số sàm thuộc đoàn kinh tế quốc phòng, sàm hoài hạ xếp hốc, mơ nỉ khỏi có bỏng cắp đôi, cắt kiến tỏ cắp trương, lông ma tròi dừa, lớp ép, bỏ sử hợp bò mè bao gây hù sử, khỏi có muôn mương lại đỏ, bừa tròi dừa bò mè chảo, hù đọc, hù tèm, hù ba quang kèo, bom nặn, cỏ, đẩy, khảy quàng, thiểu hù luông xiêng, ma viện, mà bề kinh tế, diệt dườn, giòn cắt cung, ớt xa. Có cái chữ, để sau này bà con đỡ khổ. Chăm và con ni phân lại mô hình kinh tế diệt dườn thử, tròi dừa côn bao hù sử diệt dườn cỏ bỏ lại xa cha, bừa bỏ mè bao xúm ép bưng lớp tập tư đầy, bừa bao hù sử xương năn bao hù tèm lầu bưng bay ép trên cái, phăng leo lưm xỉa, vịa trên cái khoa học kỹ thuật công nghệ ép nghe, sọ sáo vịa dệt cỏ bỏ lại cha cha khát khỏng, chi lò cho một côn hai bèo lưa, cắp níu chưa dệt vịa hải. Tế chơ đẩy xung ép lớp xóa mổ chữ, cắp sớp tam ép lằng chữ hù sử, côn dần trắng hù ngài đi ma luông tăng khỏng đảng, chính sách pháp luật khỏng hươn mương, hư cỏ ép hiên, sủ bưng khủ lắc ngon, không khoa học kỹ thuật khẩu diệt dườn tảnh liền bú bồng, tự tế năn, hứt khẩn gión cặt cung ở xa, mà bè kinh tế tặng tánh bổng kín luông rú im po nò bom lắc vằn. Phùng đen đin phòng thổ bưng mờ nỉ, và đang nhảy khẩu mua nào ón ha va po me cò bâu nản chờ bưng bát tìn cánh hùa chờ sắc mắn khỏng côn dần rú nỉ bông mi chơ gión cò men lớp ép cấu tắng ban cấu ha va lớp ép sư rú nỉ cò mi bưng học viện mở xiềng án đọc tổ sư còn nghìn bong bong tua chủ phường ha va bưng lớp ép phổ thông bưng lớp ép xóa tái mù chữ có đăng tròi dừa bò me, hù tổ sử, hù tèm đầy trừ chậu, hù danh tính, hù ba quam kèo, tự tế năn, có khành trờ, chơ ó bày nọ, có bao giàn, bao hù, hù sẵn, hù nị, nhăng tà mê hanh mà bè kinh tế chúa hươn, hông phân, năm dệt đi bưng luông bùn mà bè kinh tế xã hội, rú địa phương.